Giới thiệu đi. Giới thiệu về hai mẹ, chỗ này là phòng mới của mẹ. Okay. Tụi con đang set up để mai mốt mẹ thấy mẹ biết xài. Ok. Nhấn bên này á là để mở nó lên ha. Nhưng tay bự quá không thấy. Nó có cái nút đây nè. À, ok. Cái nhấn cái là nó mở lên. Muốn unlock cái phone á là chỉ cần swipe một cái thôi là tự động nó unlock. Ok, muốn lock nó nhấn cái nút đó lần nữa là nó tắt. Nhấn lần nữa lên unlock. Rồi. Gmail nè, cái này là account của mình là hoàng1410 á. Là đã bấm nút nào để đi back lại. À, nút này, okay. Nút mũi tên dòng lại nè, nghĩa là back. Ok, mỗi lần mà mẹ muốn làm gì mà mẹ muốn thoát ra là cứ nhấn back thôi. Ok. Rồi, vô đây, nghĩa là mẹ check cái Gmail account của mẹ, hoàng1410 Gmail. Ha, mẹ muốn ra ngoài lại, mẹ nhấn nút bự này hoặc là nhấn back, nút nào cũng được. Đấy, ok, mẹ muốn set alarm á, thì vô trong clock. Clock. Ok, nó có nhiều cái dưới đây nè. Thì cái này là alarm. Là báo thức á. Là báo thức. Ok, nó có để ví dụ cho mẹ nè, 8 giờ rưỡi sáng từ thứ hai cho tới thứ sáu ha. Hoặc là 9 giờ sáng thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà bây giờ là nó chưa có on. Nó set vậy thôi chứ cái alarm nó không on. Mẹ muốn on á, mẹ nhấn vô cái nút đó một cái là on. Nó ra màu xanh á. Ra màu xanh on. Nghĩa là on ha. Rồi nó có nói nè, alarm set for 7 tiếng mấy nữa là đó. Nhấn cái là tắt. Thì cái trên này cũng vậy. Nhấn cái là on, nhấn cái là tắt. Mẹ muốn sửa lại cái giờ á. Ví dụ như là mẹ muốn 6 giờ rưỡi sáng từ thứ 2 tới thứ 6 vậy phải không? Thì mẹ vô đây. Nhấn vào cái ha. Thời gian nè, time nè. Ha. Thí dụ 6 giờ rưỡi sáng. Ok, 6 giờ rưỡi sáng chiều. Sáng. Nhấn set. Okay. Repeat là mẹ muốn ngày nào nó alarm nó turn on. Thì mẹ có thể là ở đây nè, người ta chọn nè. Thứ hai, thứ ba, cái nào mà nó đánh cái dấu chéo màu xanh á nghĩa là nó chọn. Ok, thì bây giờ thí dụ con tắt hết ha, tắt hết thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chủ nhật tắt luôn. So nghĩa là không có ngày nào nó sẽ có alarm. Nó không repeat. Ok. Thí dụ giống như mà con muốn chỉ có thứ hai rồi con dậy sớm thôi thì con chọn thứ hai only. Xong nhấn ok. Đó mẹ sẽ thấy nè, 6 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai thôi. Nghĩa là thứ hai tuần nào nó cũng rang hết. Nhưng mà mấy cái ngày khác thì nó sẽ không có báo thức. Ok. Rồi mẹ có thể chọn cái tiếng báo thức chẳng hạn. Đó, mẹ nhấn cái thì tự động nó sẽ cho mẹ nghe cái tiếng báo thức. Thí dụ muốn cái nè. Đó, mỗi cái nó có một cái tiếng khác nhau. Đó. Thì tùy mẹ thôi, mẹ muốn chọn tiếng nào thì mẹ chọn. Có mấy tiếng là 4-5 tiếng thôi. Đó, mẹ có thể có. Hoặc là cái đó. Hoặc là cái này. Hoặc là cái này. Hoặc là. Đó, ok. Mẹ nhấn ok ha. Mẹ có muốn nó vừa kêu vừa rung không? Tại vì muốn. có nhiều lúc á, mẹ bỏ trong túi quần ha, hoặc là túi áo vậy mà mẹ muốn alarm nó kêu á, thì ở trên ringtone á, mẹ để silent, nghĩa là không có tiếng gì hết, mà nó chỉ rung thôi. Okay. Còn thí dụ mẹ muốn vừa kêu vừa rung á, thì mẹ chọn một cái tiếng, xong rồi vibrate á, thì mẹ để on. On nghĩa là nó check màu xanh ha, nhấn cái là nó tắt, nhấn cái là nó on trở lại. Okay. Rồi khỏi label đi. Rồi. Còn ví dụ mà mẹ muốn mà set alarm mà cho một bữa thôi không repeat lại thì khỏi chọn nào hết. Là đúng. Set alarm bình thường thôi. Đúng rồi. Ok. Rồi mẹ nhấn done nghĩa là xong. Mẹ sẽ thấy nè, cái này nè nó màu xanh là nó on. Sao cho nó ra màu xanh ta? À màu xanh nè. Đó, cái đồng hồ nó màu xanh là nó on. Thì giống như cái dưới nó cũng là alarm nhưng mà nó không xanh. Là nó off. Thì đó, nó 6 giờ rưỡi sáng nghe every Monday là nó turn on. Ok, rồi vậy thôi. Mẹ muốn ra ngoài trở lại á, là cứ nhấn cái nút bự này nè. Là mẹ ra ngoài. Vô Internet. Ok, giờ thí dụ vô Internet. Ha. Vô Internet, bây giờ con đang ở trên VN Express nè. Ha. Thí dụ mẹ muốn đi vô website gì thả tuổi trẻ ha. Website gì mà tin tức mà gọi là dễ bên Việt Nam hay đâu. Tuổi trẻ đi. Tuổi... ha. Mẹ muốn đi đâu á là mẹ nhấn lên cái khung ở trên cùng này nè. Ha, bây giờ làm lại đi.
Ok, mẹ thấy cái khung trên cầu này không? Ừ. Bình thường mẹ nhiều lúc mẹ sẽ không thấy, là thí dụ mà mẹ đọc ở dưới cái trang sâu ở dưới là mẹ sẽ không thấy. Thì mẹ cứ kéo lên ngoài thì nó sẽ lên trên cùng. Ok. Thì mẹ thấy cái thanh này, thấy không ta? Thấy. Ok, mẹ thấy cái thanh này thì mẹ nhấn vô đây. Ừ. Đó, rồi thí dụ mẹ delete nó đi ha, rồi xong mẹ muốn vô tuổi trẻ thì mẹ bấm tuổi trẻ. Trẻ. Nè. Tắt. À, tuổi trẻ dot gì .com.vn dot, ok, thì tự động nó sẽ search cho mẹ nè, thấy không? Tuổi trẻ online nè. Thì mẹ nhấn vô đó một cái thì tự động nó sẽ vô. Giờ mẹ chờ chút xíu. Nếu nhớ chỉ mẹ turn on wifi nha, kiếm wifi sao á. Ok, nhưng mà mẹ đi tới chỗ người khác à. Thì người ta phải cho mẹ password chứ hả? Nhưng mà ý là vô đây để mở wifi lên mở. Ok, rồi. Nào anh Hiếu để wifi always on, chỉ có đi kiếm thôi. Đi kiếm là bỏ password vô thôi. Kiếm sao? Ok. Ok, rồi. Đó, nó lâu lâu nó tắt màn hình thì mẹ cứ nhấn cái nút bình thường là nó mở trở lại. Đó, lúc mà mẹ vô được website rồi thì mẹ cứ coi bình thường thôi. Đó, giống như có video vị trí thì nhấn play từ tự động nó sẽ có chiếu thôi. Ok, đại khái vậy đây. Chờ nó lốt không biết chừng nào mới xong. Đó, mẹ muốn quay trở lại là mẹ cứ nhấn nút back là mẹ trở lại ha. Ví dụ đang ở trong homepage phải không? Mẹ đi vô cái tên này. Ha. Lại rung chấn tại Bắc Trà My. Rung chấn là kiểu gì? Động đất hả? Động đất nhẹ. Ok, thí dụ như là mẹ vô mẹ đọc cái tên này xong mẹ muốn quay trở lại cái homepage của cái website tuổi trẻ. Mẹ nhấn nút back. Nhấn một cái. Nhấn lên cái là nó sẽ trở lại trang chính của tụi trẻ. Đó, rồi vậy thôi. Muốn ra khỏi cái app này thì nhấn cái nút bự. Rồi ra. Ok, bây giờ muốn cho mẹ đi coi wifi phải không? Đi kiếm wifi thì rất dễ. Mấy cái dưới là gì? Cái này, cái màu xanh này á là điện thoại. Ha, mẹ muốn gọi cho ai là mẹ vô đây. Okay. Đó, bàn phím nè. Rồi, một là mẹ bấm số, thì dù mẹ nhớ số thì mẹ bấm số. Nếu mà mẹ không nhớ số thì mẹ phải vô trong contact. Ha. Thí dụ mẹ vô trong contact mà bây giờ thí dụ trong đây là chưa có số nào hết. Ủa sao có số nè? Cái này tại nó liên với cái Gmail account của mẹ. Vậy mẹ khó tìm không ta? Khó. Vậy anh Hiếu bỏ cho nó đừng liên ha. Ok. Đó là để Túc làm sao đi? Để Túc làm sao là sao? Khi nào bỏ thì chút làm sao? Không hiểu. Lúc mà anh thấy unlink đó đó. Ok. Vậy chút nữa giới thiệu sao? Ok, rồi thí dụ cái này là cái hình giống như cái bức thư nè. Cái hình này nè. Cái đó là message. Cái đó là message. Ha, là nhắn tin. Muốn nhắn tin mới á. Ok, nếu mà mẹ muốn nhắn tin mới thì mẹ vô new message ha. Mẹ to á thì một là mẹ có thể nhấn số, hai là mẹ có thể vô contact để mẹ kiếm cái tên người đó. And then mẹ add vô. Ok. Hoặc là chút nữa con chỉ một cái cách khác để nhắn tin từ trong cái máy điện thoại á thì nó dễ hơn. Ok. Ok, bây giờ ra ngoài đi. Ok, pause á chút đi. Có pause không? Sao không biết nữa.